nhân vật được mong chờ nhất trong chương trình thách thức danh hài số mới nhất chính là bà Tân Lốt. Dẫn chất giọng một mạc, lối diễn xuất tự nhiên, bà Tân Lốc nhanh lẽ chiếm được cảm tình của người theo dõi và khiến hai danh hài trấn thành, trường giang liên tiếp bật miệng cười. Bà Tân Lốc cùng năm Nhi vượt qua ba dòng thi đầu với những cụm từ và câu nói không xa lạ như siêu to to con, hôm nay bà lại làm clip đặc biệt trong vòng 3, bà Tân còn muốn làm món đun dừa trấn thành siêu to to con ngay trên sân khấu khiến giám khảo bị nhắc tên không nhịn được mỉm cười. Sau khi giành 40 triệu, bà Tân mỉm cười tủm tỉm nói tạm dừng cuộc chơi thì danh hài Trường Giang phản ứng. Anh gọi cả năm di hương lốc của bà để hỏi ý kiến. Có lẽ đây chỉ là mẹo để bà Tân gây chú ý hơn mà thôi. Vì ngay sau đó hai mẹ con đã quyết định chơi tiếp kết quả phổ biến cuộc là bà Tân ra về tay trắng. Tuy vậy, hai mẹ con đã để lại ấn tượng mạnh với hai giám khảo. Danh hài Trấn Thành kỳ vọng bà có thể giành 150 triệu trong đêm gala của chương trình. Dường như giám khảo Trường Giang gợi ý bà nên làm một clip siêu to to con ngay trong trường quay. Làm đĩa đun dừa Trấn Thành giành 40 triệu, bà Tân lốc dọ dừng thi khiến Trường trang hét không.